Welcome cả em trở kênh DHPG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game mới Volume của Nhật Truyện thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày thứ hai. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên quan trọng nhất là về phần quay tướng ấy. Game này khi anh em quay đủ 100 lần thì nó sẽ mở cái tâm nguyện. Khi ra tâm nguyện ấy, nó sẽ có một con danh túc và hai con thiên thánh. Cái con danh túc khi mà ra đường cam thì nó sẽ có 80% ra con tâm nguyện này, còn thiên thánh là 50%. Về phần danh túc là chắc chắn là ra rồi nên bỏ qua nhá, chủ yếu là thiên thánh ấy. Về phần đêm chính nông dân anh em nên chọn con như phòng nhá, con này đêm to này, nó không tốt này, nói chung là rất là mạnh em ơi. Còn về cái vị trí hai ấy, anh em chú ý cho mình hai con nhá. Đầu tiên là con đạt ma tổ sư, thứ hai là con giải xuân thu. Mình thì đánh giá cao con đạt ma hơn. Cái con đạt ma này ấy, nó có hồi sinh này, nó có biến sát thương này, nó có đêm này, nói chung là con này về sau anh em có thể cho nó làm tanh nhá. Và khi anh em quay ấy, ra một con thiên thánh đêm chính anh em ngừng luôn, như mình hôm nay mình quay ra con nhất phong mình ngừng luôn, khá là hên ấy. Mình quay cái bảo hiểm đầu tiên nó ra luôn con nhất phong. Hiện tại mình vẫn còn 83 vé này, cuối ngày kiếm thêm mấy chục vé nữa lên tầm 100 vé, ngày mai kiếm thêm 50 100 vé nữa, tức là ngày mai mình sẽ có tầm 3 đến 4 lần bảo hiểm. Nếu ngày mai mà hên cái bảo hiểm đầu tiên ra con nhất phong mình lại ngừng tiếp nhá, cứ như thế thì em sẽ tối ưu về phần tướng thiên thánh. Cái rất là quan trọng em đừng có quay măng nhá, cái này nhiều anh em có bao nhiêu vé anh em tất tay bấy nhiêu, như thế anh em sẽ bị thọt rất là nhiều về phần tướng. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về cái tính năng level 36 ấy, nó là cái tính năng môn bài chiến, cái khá giả thôi. Anh em để lại 3 lần làm mới đến cuối cùng nhá, nó cho đánh 15 ải ấy, thì em đánh đến ải 12 ấy. Từ cả 13 nếu mà khó thì em làm mới thì quái nó sẽ reset xuống được chiến khá thấp ấy, đánh nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Anh em cố gắng đánh mắc cho mình 4 năm sau nhá, cái dương cuối rất là ngon em ơi. Đây 100 kim bảo này, bé kim này, hai cái dương quyển sách lâm tuyệt học này, 10 mảnh môn đồ này, ra danh túc cộng với tông sư ấy. 10 mảnh nó tương đương tầm 150 đến 200 kim bảo này. Cái này nó hơn 100 kim bảo, cứ cho là hai này là 400 đi. Cái này là 200 là 600 này, cộng với 100 kim bảo, tức là cái mốc 4 năm này nó tương đương với 700 kim bảo. Anh em mở gông xong là anh em bị toàn nhá, chú ý cho mình đấy. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần tiệm. Để trước khi nói tiệm mình nói về cái môn đồ đi. Cái con game này anh em lưng tất cả con lên thì nó sẽ tăng cái thế lực giang hồ. Thế lực giang hồ thì em sẽ được tăng thêm chỉ số. Và game này anh em lưng cái tướng chính ấy, thì nó sẽ tăng chỉ số an ấy. Lên cái con game này có cái nguyên liệu gì nó giảm giá em mua hết cho mình nhá. Về sau thì tướng nó rất nhiều ấy, anh em mà có tướng ấy bên anh em ở chỉ số cao thì tướng lực chiến nó chắc chắn sẽ cao ấy. Lực chiến anh em cao thì cái thế lực giang hồ này ấy, anh em lại tăng thêm khá nhiều đấy, chú ý cho mình nhá. Và đầu game anh em chú ý thêm cho mình cái tông minh nhá, anh em đánh cho mình cái thư viện tông minh mua thêm một lần nữa, anh em mua lần là tốn 100 kim bảo này, anh em được hai viên đá cộng với một tí nguyên liệu nhá. Nói chung 100 kim bảo này mình thấy rất là đáng, em nên mua ở giai đầu. Anh em mua thì nó sẽ có thì lại ra cái viên cuối cùng nhá. À quên, để tổng mô này nó là cái trang bị nhá. Điều hôm nay mình hên ra được một viên cuối cùng này. Cái viên này ở trong tiệm thì nó sẽ không bán, anh em chỉ kiếm một cái thương nhân này cộng với cái đánh bốt đấy thôi, nên chú ý nhá. Ngày hôm qua thì mình đánh không ra viên nào rất là chán luôn này. Anh em mà hên ra nhiều viên này ấy, thì nó sẽ tăng thêm rất nhiều chỉ số ấy. Game ấy khi mà em cường hóa lên này hay tinh luyện các thứ ấy, thì nó sẽ có thêm một cái đại sư nữa, đó là cái công hưởng em ơi. Đây cái trên này này nó sẽ có bốn cái này, phẩm chất này, cường hóa này, phẩm chất nó tăng thêm tỷ lệ phá cách, cường hóa nó tăng thêm tỷ lệ đỡ đòn, tinh luyện nó tăng thêm tỷ lệ bạo kích, còn ngọc ấy thì nó sẽ tăng thêm tỷ lệ kháng bạo. Bố này thì chắc chắn là cái cường hóa bạo kích cộng với cái kháng bạo là ngon nhất rồi ấy. Nên em cố gắng ưu tiên cho mình hai này nhá. Ok, tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần tiệm đi. Tiệm thì nó cũng liên quan tướng nhá. Cái nguyên liệu tu luyện ấy thì nó sẽ cần rất là nhiều cái viên xanh này, đỏ này, vàng này. Lên ấy anh em cố gắng ưu tiên cho mình ba viên này nhá. Về phần tiệm ấy chỉ cần ra ba viên này thôi anh em mua mắc cho mình. Ác lại của mình ấy, lúc đầu mình không để ý mấy cái đấy, mình không mua mấy cái viên phẩm lục nên là mấy cái viên lục mình thiếu rất là nhiều. Còn về làm mới anh em cứ làm mới đến 100 hoặc là 200 casu nhá. Cái game này su anh em kiếm cũng khá dễ thôi, nhưng mà anh em đừng khô máu quá nhiều, tại vì su về sau anh em mà lên mấy con tướng hiệu cao ấy thì tốn rất là nhiều su để em cường hóa kỹ năng, chú ý nhá. Hơi tiếc tí nhỉ, nếu mà quay lại ngày hôm qua thì ngon. Để các con này tu luyện là mình đều kẹt ở cái mốc lục nhá.
Đây, ba viên xanh đỏ vàng. Khá là chán anh em ơi. Đây, mình bị thuật này nhá. Nếu mình mà không bị thuật này, mình sẽ tăng thêm tầm 10k đến 15k chiến nữa. Đây, cái thế lực giang hồ của mình ấy, chưa hết ngày 2 mới có level 293 này. Chắc cuối ngày mình sẽ cho lên hơn 300. Nhiều anh em mà không biết chơi khéo khi bây giờ mới có level hơn 200 thôi. Đây, em chú ý cho mình nhá. Còn về cái kim bảo như mình có nói đấy, anh em mua mắc cho mình hai đầu tiên, chú ý nhá. Còn về ngọc, anh em muốn phút luôn ấy thì anh em cứ mua một tí cũng được. Kiểu như anh em có 3 viên cuối cùng ấy, anh em muốn kích bổ không? Thì anh em có thể mua thêm mấy cái viên kia còn thiếu. Mà phần trăm cao thì em chỉ thiếu cái viên cuối thôi. Viên cuối ấy, như mình đã bảo anh em đánh trong cái tông môn này, anh em mua trong cái thương nhân nhá. Về cái thương nhân ấy, anh em chú ý mua cho mình mấy cái nguyên liệu của con tướng chính này. Còn về mấy cái như ở X ấy, anh em có thể bỏ qua, xua em mua không được. Về phần lưng tướng ấy, anh em tối ưu cho mình cái con mộ dung xa nhá. Tiệm cứ có mộ dung xa, anh em đổi mộ dung xa. Về sau có thêm cái bảo vật, anh em cũng ưu tiên nó trước. Tiếp đến anh em chú ý cho mình con tanker Văn Cao Hàn nhá. Về phần tướng tông sư ấy, lúc đầu ấy, một anh em dồn cái con này lên 6 sao luôn. Hai anh em thích đêm ấy, anh em lên cái con Mỹ Tuyết. Tại vì hai con này ấy, mình nhớ đầu tiên cốt là có một cái dương chọn tướng này. Cộng với anh em đi map nó sẽ có cái máy tướng tông sư. Tông sư thì nó sẽ có một trong hai này. Đây, cái con Văn Cao Hà này cộng với con Mỹ Tuyết nhá. Anh em mà muốn đêm thì lên Mỹ Tuyết, không thì anh em cứ lên cái con tanker Văn Cao Hàn. Anh em mà muốn khỏe nhất thì anh em lên cái con tanker 6 sao. Mình nhớ con ấy lên 6 sao thì nó có cái biến sát thương khi ít máu này, và nó hồi HP nhá, khá ok em ơi. Còn về mấy cái tính năng mà tu luyện vợ này, người đang thứ ấy, anh em cứ tích cái tăng thêm sản lượng mình nhá. Nó không tốn bao nhiêu kim bảo đâu, anh em cứ tăng sản lượng mình ấy, để em lưng tất cả con lên. Lúc đầu anh em có thể thấy nó sẽ không tăng nhiều ấy, nhưng mà về sau cái con tướng chính của anh em mà lên mạnh ấy, anh em chỉ cần có tướng thôi ấy, là lực chiến nó tăng lên rất là nhiều luôn, chú ý cho mình nhá. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần tuyệt học. Tuyệt học mình nhớ nó ở bên trên sao nhỉ? À đúng rồi, đây đó là cái bên trên nhá. Cái tuyệt học ấy anh em chú ý cho mình nhá, nó sẽ có các dòng, anh em click vào cái đâu nhỉ, mình tự dưng mình quên nó đâu, bí quyết này, không phải bí quyết này. 2000 years later. Anh em cứ click vào cái đồ giám ra nhá. Đây nó sẽ có tất cả các dòng này. Đầu tiên là dòng hiệu quả sát thương chiêu thức này, hồi phục cho tướng phòng thủ này, HP mục tiêu thấp hơn, bỏ qua đi, tìm mấy dòng ngon nhá. Xác suất khiến mục tiêu choáng, đây em chú ý cho mình cái choáng nhá. Cái cuối cùng này anh em chú ý cho mình choáng, mình nhớ cái này là kỹ năng AOE phải. Đây thì nó sẽ có tỷ lệ 16% đến 20% xác suất choáng mục tiêu này. Đây là phẩm trắng nhá. Anh em học tuyệt học hàng cao thì nó sẽ lên level nhá. Lên level 4 ấy thì nó sẽ có 50% trắng này, 50% lục. Lên level 5 ấy thì nó sẽ có 5% lam. Còn cái sách lính ngộ này mình nhớ anh em kiếm nhiều nhất ở trong cái thương nhân anh em imam nhá. Có là anh em múc luôn. Anh em luyện càng cao ấy, thì về sau ấy, càng ngon nhá. Bên như mình phải không? Mình ra cái choáng lục này, 25% choáng mục tiêu trong một hiệp. Mở cái này mình nhớ là kỹ năng AOE. Rồi mình xem cái cuối cùng nhá. 26% ốc hoàn á, 22 đến 26%. Mở mình 25,2% thì gần như là mắc của em ơi, khá là ngon này. Đây còn cái này ấy, đợi mình sẽ soi luôn nhá. Tăng sát thương bỏ qua này, xác suất trừ lộ mục tiêu cũng ngon này. Xác suất hồi cho hai môn đồ ngẫu nhiên, đây cái này ngon hơn nhá, cái hồi lộ cho team nó ngon hơn. Hàng trước bị tấn công có phần trăm xác suất ngẫu nhiên xóa bỏ trạng thái bất lợi hai hiệp này, cái này cũng được này. Cái này anh em chú ý mình cái tăng lộ cùng với cái giải hiệu ứng nhá. Đây tiếp đi là cái thứ ba này, cái đầu tiên là cái tăng thêm sát thương chiêu thức, hiệu quả giảm trị liệu này, hồi AP này, xác suất khấu trừ mục tiêu 30 điểm lộ. Cái này thì em chú ý cho mình cái trừ lộ. Để tiếp đến là cái thứ hai này, tăng sát thương này, hàng sau thêm sát thương, tăng khiên. Đây em chú ý cho mình cái tăng khiên nhá, tăng khiên cho toàn phe đấy em chú ý nhá. Xác suất hiệu quả trúng độc. Cái hai thì em chú ý cho mình cái tăng khiên nhá, em cố gắng hòng ra cái tăng khiên. Và cái cuối cùng là cái đầu tiên ấy, tăng sát thương kỹ năng này, tăng bạo kích này,
Xác suất sát thương lần này biến thành x2 này. Môn đồ tấn công cao nhất phe ta tấn công cộng 20% trong 2 hiệp. Cái này cũng ngon này. Cái này thì anh em chú ý cho mình cái tăng công này. Cộng với cái tăng bảo kích. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái đánh bốt đấu giá nhé. Đánh bốt đi. Nó sẽ có hai khung giờ, một là 12 giờ hơn cộng với 18 giờ hơn ấy. Từ đó là cái minh sứ tập kích này. Khi mà sự kiện gần đến ấy thì nó sẽ có cái avatar ở trên góc này, anh em click vào rồi anh em bấm vào tự động nhá. Mình nhớ nó có trước 2-3 tiếng cơ. Anh em nhớ on vào mình tích cái tự động đánh ấy cho đỡ quên nhá. Anh mà quên thì coi như là anh em sẽ bị thuật khá là nhiều kim bảo đấy. Mình nhớ trước nay là được 650 kim bảo này. Tối được thêm 700 lứa. Là hôm nay mình làm tầm 1K4 kim bảo. Đây 12 giờ 30 cộng với 19 giờ 30 hàng ngày ấy, nó sẽ mở khi kết thúc này. À 19 giờ. Mình nhầm với 18 giờ. Hơn 12 giờ cộng với hơn 19 giờ nhá, mình nhầm em ơi. Lúc đầu mình cứ nghĩ là hơn 12 giờ cộng với hơn 18 giờ. Đấy, ngày hôm nay anh em chú ý cho mình mấy cái quan trọng đấy. Ok, mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.